VFF chốt xong tương lai huấn luyện viên Gong Eun Kim. Huấn luyện viên Park muốn đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup. Đại gia V-League muốn chiêu mộ Nguyễn Phong Hồng Duy. Báo Thái Lan tôn vinh huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. VFF chốt xong tương lai của huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim. Tương lai của huấn luyện viên Gong Eun Kim với U23 Việt Nam đang dần được hé lộ với động thái mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam có những bước phát triển thực sự mạnh sau sự xuất hiện của những chuyên gia Hàn Quốc. Nổi bật trong đó là ông Park Hang-seo, trợ lý Lee Jong-jin ở đội tuyển quốc gia hay gần nhất là huấn luyện viên trưởng Gong Eun Kim tại U23 Việt Nam. Sau 5 năm cống hiến, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nâng tầm đội tuyển Việt Nam với vô số những thành tích đáng nể ở khu vực lẫn châu lục. Tuy nhiên, mối lương duyên của bóng đá Việt Nam với nhà cầm quân 64 tuổi sẽ khép lại sau EF Cup 2022 khi mà hai bên quyết định không gia hạn hợp đồng. Công cuộc tìm kiếm người thay thế ông Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam đang dần được triển khai. Nhiều ứng viên đã được nhắc đến, trong đó có cả huấn luyện viên Gong Eun Kim, người sẽ hết hợp đồng dẫn dắt U23 Việt Nam vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, mới đây tương lai của chiến lược gia sinh năm 1974 đã được hé lộ. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tiến hành thương thảo với huấn luyện viên Gong Eun Kim, và nếu như thành công, đồng hương của thầy Park sẽ gia hạn hợp đồng 2 năm. Nhiệm vụ năm 2023 của nhà cầm quân này là dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng loại Olympic, vòng loại U23 châu Á, SEA Games 32 và ASEAN. Hồi tháng 6, sau khi cùng với U23 Việt Nam chơi ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 và tiến vào đến tứ kết, huấn luyện viên Gong Eun Kim từng chia sẻ về khả năng gia hạn hợp đồng với VFF. "Tôi nghĩ hợp đồng 1 năm giữa tôi và VFF không phải là vấn đề quan trọng lắm. Nếu như họ muốn gia hạn, họ sẽ phải phụ thuộc nhiều vào vấn đề khác nhau. Tất nhiên nếu như gia hạn được thì tôi nghĩ rằng điều đó tốt và may mắn cho tôi. Tôi đánh giá cao về điều này. Nhưng một mình tôi thì muốn cũng không được. Tôi không thể một mình quyết định điều này mà mọi việc phụ thuộc vào VFF." Có một chi tiết thú vị được hé lộ khi mà Gong Eun Kim cũng là người giới thiệu được vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cùng lúc với ông Park Hang-seo. Dẫu vậy, sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn, VFF đã quyết định bổ nhiệm nhà cầm quân lớn tuổi hơn là thầy Park. Hiện tại thì huấn luyện viên Gong Eun Kim đã hoàn thành khóa học huấn luyện viên pro tại Hàn Quốc cũng như theo dõi các cầu thủ lứa U23 thi đấu tại giải hạng nhất và V-League. Huấn luyện viên Park muốn đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup. Dù sẽ chia tay sau 5 năm gắn bó, ông Park Hang-seo vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt và mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Còn nhớ là trong cuộc trò chuyện Kim Hôn Dung News Show trên đài CBS của Hàn Quốc vừa qua, ông Park Hang-seo đã có những chia sẻ chi tiết về tương lai của mình, trong đó nhấn mạnh gần như chắc chắn ông sẽ không dẫn dắt đội bóng nào ở Việt Nam và Hàn Quốc nữa. "Hiện tại tôi vẫn còn một giải đấu với đội tuyển Việt Nam. Sau khi kết thúc, tôi có thể ở lại nếu như có việc trong tương lai, nhưng chắc chắn tôi sẽ không là huấn luyện viên ở Việt Nam nữa", ông Park nói. Trên thực tế thì đã nhiều lần ông Park Hang-seo nhắc về việc sẽ tiếp tục hỗ trợ bóng đá Việt Nam sau khi thôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Dù không trực tiếp huấn luyện, tuy nhiên thầy Park sẵn sàng đảm nhận vai trò cố vấn, hỗ trợ chuyên môn cho việc phát triển bóng đá trẻ tại Việt Nam. Và trong một cuộc trao đổi mới đây với truyền thông, ông Park Hang-seo kỳ vọng sẽ có thể được chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh để làm được điều này, bóng đá Việt Nam cần những kế hoạch dài hơi. "Tôi rất muốn đội tuyển Việt Nam được lọt vào top 10 châu Á và giành vé tham dự World Cup. Nhưng mà để đạt được điều đó thì tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ phải có một kế hoạch rõ ràng và cần thời gian chuẩn bị. Mà nếu không có kế hoạch rõ ràng và không có chuẩn bị thì sẽ không thể nào chúng ta thực hiện được mục tiêu. Tôi nghĩ những người có trách nhiệm họ sẽ phải chuẩn bị kế hoạch đó cho bóng đá Việt Nam. Thực sự tôi muốn được xem đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup. Theo kế hoạch đã được FIFA công bố, World Cup 2026 sẽ được mở rộng từ 32 lên thành 48 đội. Khu vực châu Á vì thế cũng được tăng từ 4,5 lên 8,5 suất. Điều này mở ra cơ hội cho những đội bóng như Việt Nam trong mục tiêu tham dự Liên hội bóng đá lớn nhất hành tinh." Đại gia V-League muốn chiêu mộ Nguyễn Phong Hồng Duy. Hợp đồng giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Duy sẽ đáo hạn vào cuối năm nay và cầu thủ này muốn tìm kiếm bến đỗ mới để tìm kiếm những danh hiệu, điều mà hậu vệ người Bình Phước không có được trong gần 10 năm thi đấu cho đội bóng phố núi. Được biết là Bầu Đức sẽ tạo điều kiện để Hồng Duy có thể tự quyết định tương lai của mình, và Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ trình làng một lứa cầu thủ mới với nhiều sao mai trong năm 2023. Hiện tại, Duy đang được câu lạc bộ Viettel liên hệ với một bản hợp đồng mới với mức lương lót tay khá lớn. Tuy nhiên, Hải Phòng FC của Bầu Hoàn cũng không đứng ngoài cuộc đua và đang tìm cách kéo hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai về phía mình. Hiện tại, Hải Phòng đang bay cao trên bảng xếp hạng với nhiều cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai như Dụng Quang Nhọ, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và đang rất cần Hồng Duy để gia cố hàng phòng ngự cũng như có thêm phương án tấn công chất lượng ở hành lang biên trái. Mối quan hệ giữa Bầu Hoàn và Bầu Đức trong thời gian qua là rất tốt. Vấn đề quan trọng nhất với đội bóng đất cảng lúc này là cần đưa ra mức lót tay và lương cao hơn với Viettel để có được chữ ký của hậu vệ người Bình Phước ở mùa giải tới. Hiện tại thì Công Phượng, Tuấn Anh và Minh Vương được cho là sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Bầu Đức. Nhóm cầu thủ còn lại vẫn đang suy nghĩ, trong số này thì một số cầu thủ được cho là sẽ ra đi để tìm bến đỗ mới.
Theo giới chuyên môn, Bộ Đức sẽ chỉ giữ lại một số ít cầu thủ khóa 1 của Anh Gia Lai GMG, thay vào đó sẽ đưa một loạt cầu thủ trẻ lên thi đấu ở V-League như cách mà ông bầu phố núi đã từng làm cách đây 7 năm về trước với lứa Công Phượng. Báo Thái Lan tôn vinh huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Sau AFF Cup 2022, ông Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam. Đối với các phương tiện truyền thông Đông Nam Á thì đây là một sự kiện quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tương lai bóng đá khu vực. Mới đây thì tờ Siam Sport của Thái Lan xếp thầy Park cùng với Peter White là những huấn luyện viên ngoại vĩ đại nhất lịch sử Đông Nam Á. Peter White làm việc với Thái Lan trong giai đoạn 1998-2003, giúp vào chiến giành chức vô địch Đông Nam Á 2000 và 2002. Trước khi vô địch AFF Cup, nhà cầm quân thành phố cảng Liverpool, chiến lược gia này còn đưa Thái Lan đến với huy chương vàng SEA Games 1999. Nếu Peter White là người hùng của Thái Lan thì Park Hang-seo tạo nên cuộc cách mạng cho bóng đá Việt Nam. Cùng với Peter White, một huấn luyện viên ngoại khác thành công khi dẫn dắt đội tuyển Đông Nam Á là Park Hang-seo, Siam Sport bình luận. Tờ báo này viết, chiến lược gia người Hàn Quốc đã mang đến những thành công cụ thể cho Việt Nam, đặc biệt là nâng đội lên hạng B châu Á. Thầy Park giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á cũng như dẫn đội vào đến tứ kết Asian Cup. Một bước ngoặt quan trọng khác của ông Park Hang-seo là đưa U23 Việt Nam vào đến bán kết giải U23 châu Á 2018. Siam Sport đánh giá Peter White và Park Hang-seo mở ra những thời đại cho riêng mình tại Đông Nam Á. Họ là hai huấn luyện viên nước ngoài thành công nhất mọi thời đại khi đảm nhận những cương vị quản lý của các đội tuyển ASEAN. Trong mỗi thời đại của hai người có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước, đồng thời cả hai thành công trong việc xây dựng niềm tin với người hâm mộ bóng đá, biến đội tuyển của mình thành những cơn sốt bất tận. Thành công khiến trọng ấy trở thành nguồn cảm hứng cho người hâm mộ, giúp cho giới trẻ nhảy vào bóng đá để theo hoặc những ngôi sao mà họ thần tượng. Đó thực sự là thời kỳ hoàng kim của bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Thái Lan hiện vẫn đang tái thiết của huấn luyện viên Manoj Phulking, trong khi đó đội tuyển Việt Nam chuẩn bị mở ra giai đoạn mới khi mà thầy Park rời đi.